Xin chào anh em nhá. Hôm nay video bonsai sẽ gửi các bạn vài tác phẩm ở bên xã Kim Trung ở Thái Bình. Anh em chúng tôi đang dừng chân để uống nước vì cũng vừa đi một chặng đường cũng tương đối dài. Đây là những người đồng hành cùng với tôi, Công Chim Sẻ và Thang Ivy ở câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Dục Thí Sơn Ninh Bình. Hai anh em chào khán giả thì cái thế nào? Xin chào bà con. Thang Ivy chào cái đi em ơi. Cười. Chào cô nhá. Xin chào anh em, mình đã tới cổng nhà chủ cây đây rồi. Anh em theo tôi vào bên trong nhá. Wow. Đón chào chúng ta là những cái chậu cổ rất đẹp ở cây. Nhà ngày xưa rất đẹp các bạn ạ. Chắc giờ mà xây cũng hơi khó đây. Đúng phong cách ngày xưa các bạn nhá. Ai, đẹp chưa? Wow, những đường chỉ ngày xưa làm rất là đẹp trên tầng trên. Qua màn chào hỏi vừa rồi, giờ mình sẽ gửi lướt qua những tác phẩm mà anh ấy đang để ở trong sân đây. Rồi mình sẽ đi chi tiết từng cây một cho anh em ngắm sau. Sau đây mình sẽ đi chi tiết một tác phẩm con phôi xanh quê này các bạn nhé. Bộ bệ thì tôi cũng không nói được nữa đâu, cũng chỉ đến là vậy thôi, chấm hết. Cây này nó già, nó có những cái u biếu mà gần như là tôi nghĩ chỉ có xanh quê mới có. Tại sao từ trước giờ những cái xanh quê nhiều tiền? Thì khi hôm nay tôi được chứng kiến một cái phôi thôi cũng tương đối là kinh điển. Các bạn nhìn thấy quả ngoạn cực kỳ. Cắt cái cành dưới đi cho cái điểm lắc đấy. Không lắc đâu. Rồi, mời các bạn sang cây khác nha. Tiếp tục rằng các bạn xem một cây trực cổ đang được để trong một cây chậu cũng tương đối là nhiều thời gian. Như chủ chân nói, nó phải có hàng trăm năm rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Họa tiết. Tôi quay sát cho các bạn xem. Bởi vì cây trực thì cũng không có gì là cái phần đẹp và trong độ già ngăn tay cành. Cái bông tán thì các bạn đã biết rồi, bông tán cổ thì tôi không đi sâu vào cái chuyện nữa.
tôi chỉ giới thiệu về những chỗ điểm đóng quái gở của cái cây trực này. Ví dụ như chủ nhân chia sẻ với tôi là có đôi tay đóng tương đối là kinh điển đây ạ, đó đóng tương đối là kinh điển, tay bên này cũng vậy, cực già. Rồi, tôi xin phép quay cây khác các bạn nhé. Tôi xin gửi tác phẩm thứ hai, cũng tác phẩm mà trực cổ nữa, cũng được nằm trên cái chậu cũng nhiều thời gian lắm rồi. Và cũng như bên kia, tôi sẽ gửi xung quanh bốn mặt của cái chậu cho anh em ra ngắm, chiêm ngưỡng cái chậu cổ. Rồi tôi sẽ đi chi tiết về phần bệ và thân của cây. Tôi đi nhanh một chút, tại vì là tôi nay tôi lấy quay cả vườn này, cả vườn, nói cả vườn thì còn cả sân này. Anh có khoảng tầm 3 này, 6, 8, gần chục cây các bạn ạ. Nên tôi phải quay nhanh một chút. Thực ra là những cây trực cổ thì cũng không có gì để quay lâu cả. Các bạn ngắm về phần bệ và độ thân già rụt rịt thôi, thế là đủ, đúng không ạ? Còn cây nghệ thuật thì chúng ta phân tích về bông tán, nhưng cây cổ thì chúng ta cứ xem phần bệ và tay đóng và độ già rụt rịt của cây và độ nhăn nữa. Các bạn xem độ nhăn của các cái u biếu đã hốt cắt đã được gần như mịn tít. Mình sẽ gửi bóng toàn thể cây cho anh em nào. Rồi mình đi sang quay cây khác. Xin chào anh em nhé. Rồi sang cây kia. Tiếp tục mình gửi các bạn cái phôi cũng tương đối là kinh khủng mà anh mua năm 2010. Nó hoàn toàn xong hết rồi. Xong hết rồi các bạn ạ. Nhưng anh đã về anh đập hết đá ra và anh để làm lại. Cũng được nằm trên cái chậu tương đối cổ. Tiền tỷ thì cũng về phôi, nếu như mà không làm thì để mãi mãi là như thế, và chủ nhân quyết định cắt làm lại, phá đá đi, tất cả vì cái đẹp. Tôi rất là hoan nghênh. Già lắm rồi các bạn ạ. Cái bệ không quay được vì anh ấy nó đang làm nó ủ nên thông cảm. Cây mới làm thì không dám dỡ ra. Chủ nhân chia sẻ với tôi như thế. Các bạn thông cảm nhá. Giờ sang cây bên kia các bạn nhá. Các bạn giật mình chưa? Các bạn nhìn như này các bạn nhận được cái gì chưa ạ? Đó là gì ạ? Giới thiệu các bạn, đây là tác phẩm một cái phôi gọi là con cóc vàng. Và tôi nghe qua một chút anh nói lại, anh mua trong đêm và chỉ vòng vòng có 5 phút thôi các bạn. Anh nói là anh vô tình lướt trên Facebook, thấy anh em chia sẻ. Anh quyết định rất là nhanh, chỉ trong vòng 5 phút là anh đã dinh chú cóc vàng này về với anh ấy. Chắc chắn cây này mọi người cũng ngắm rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay là sự vô tình của tôi sang đây. Mục đích của tôi không phải là quay cái cây này, nhưng thật sự nó là có duyên với tôi mà tôi đã được quay. Nói về cây cối đam mê thì ai cũng đều mong ước để được những cái cây đẹp về bên mình. Nhưng với tôi thì tôi luôn luôn muốn gặp những cây đẹp để được ngắm, được chia sẻ cho mọi người những tác phẩm mà tôi được nhìn. Anh chủ rất ưng ý về cái phần
bạn này. Anh bảo anh rất thích cái bạn này. Mà tôi nghĩ thì ai cũng thích thôi. Anh nãy anh đứng anh vuốt mãi. Mời anh lên chia sẻ cùng nhau nhỏ tí nhị một chút, vì anh cũng ít khi lên hình nhưng anh không muốn. Mình sẽ đi vòng tròn các bạn ngắm. Có lẽ cây này mình sẽ quay với các bạn tương đối nhiều. Tại vì nó là cái vô tình, thì tôi cũng dành cho cái sự vô tình này nhiều hơn một chút. Bên này tốt quá, tôi không thể nào len vào được. Có lẽ là tôi lại chia sẻ thêm này, đang ngồi trên một cái chậu cực đối đẹp. Đấy, cái chậu cũng tương đối cổ. Chỗ này tốt quá, không luồn vào trong được. Thì chia sẻ các bạn về cái phần chậu. Và lại trở về cái phần độ rụt rịt của tay cảnh. Như tôi nhìn đây là cái cành thả đây, thì đang được một số bông cũng đã xong rồi các bạn ạ. Bông xong rồi. Như quan điểm của tôi ấy, thì tôi thấy cái này đang hơi bị thấp một chút về cái độ xê dịch mặt đất và bông. Con này mà như ý tưởng tôi ấy, thì tôi lại thích ký một cái bệ cho cây cao hơn một chút. Đằng nào cũng đang nuôi tay bông rồi thì mình cho lên bệ luôn để mình nuôi dễ luôn. Đó là cá nhân tôi nhá, còn về chủ nhân thì tôi không biết được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm cây góc vàng, và tiếp theo tôi sẽ sang cây bên kia. Vâng, tôi gửi các bạn một tác phẩm nữa. Tôi đứng nhìn trước cây này thì có một điểm nhấn rất là thành công, và tôi cảm thấy cực kỳ nghệ thuật khi chủ nhân quyết định tách khỏi cái bệ và cái thân này ở đoạn này. Đây các bạn này, họ tách đây thì làm cái cây nó chạy một phát từ đây, được độ quần quại của cái cây hơn. Tôi thấy là tuyệt vời. Không biết ai tư vấn cho chủ nhân hay là chủ nhân tự quyết định thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy nó cực kỳ điệu và nghệ thuật cho một cái tác phẩm này rất là nhiều khi chủ nhân nhấn điểm này. Cây cũng tương đối già, già lắm các bạn, cũng nhăn rồi các bạn nhé, cũng nhăn rồi, già rồi. Chỉ nuôi cho các cây hốt mới cắt này xong nữa thôi. Thân chạy rất là đẹp mà độ vặn, tay bông xong hết. Con này tôi không gọi phôi nữa, mà cái cây này là xong rồi các bạn nhé. Chỉ chờ nó rụt những cái điểm nhấn nữa thôi là xong. Cũng được đăng ký vào chậu cổ luôn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi quan sát tác phẩm này. Và tiếp theo ở bên cạnh tác phẩm này có một cây trực cổ có cành phóng cũng tương đối là nghịch, mà cũng nằm trên chậu cổ luôn. Đây bạn nhé, cành phóng cực kỳ là nghịch cây. Đó, tay một cho phóng luôn, bỏ ra. Cây này thì miễn chê rồi, vì nó quá là già, già đến nỗi là chỉ còn mỗi màu vàng và màu trắng. Tay dăm cũng già luôn. Tôi rất vui vì khi kết thúc của cái video này đã được chia sẻ các bạn một cây cũng gọi là gần như là, có thể gọi là gần như già nhất trong những cây này. Còn độ đẹp, độ quái thì tùy theo đánh giá của mọi người, nhưng với tôi cảm nhận nó là già nhất. Có những đường khuỷu tay chạy cảnh hồng rất là đẹp. Bạn thấy chưa? Xì bông đẹp. Tất cả mọi cái ổn định hết. Và cái chậu này thì có năm sản xuất là 1937. Đó. Vâng, cảm ơn các bạn đã cùng tôi theo dõi những tác phẩm rất đẹp của anh. Và tôi thay mặt mọi người chúc tới anh luôn luôn mạnh khỏe, kiếm nhiều tiền để giữ được những tác phẩm này cuối cùng đời và truyền lại cho con cháu sau này. Cảm ơn anh nhiều nha.